bất chấp biển cấm. Ngay dưới lòng đường và ngay cả gần chốt cảnh sát giao thông. Đó là những hình ảnh không khó để bắt gặp khi di chuyển trên tuyến đường Phạm Hùng, khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, khiến dư luận nghi ngờ lực lượng nào đang làm ngơ cho xe khách lộng hành ở thủ đô. Chiếc xe 98B01842 ngang nhiên dừng đỗ để chờ đón khách. Tiếp đó, chiếc xe khách 45 chỗ mang biển kiểm soát 98B01525 vừa đi từ bến xe Mỹ Đình ra cũng đỗ song song cùng chiếc xe bên cạnh và bắt đầu hành trình đợi, đón khách và cả bốc xếp hàng hóa lên xe, khiến cho cả tuyến đường cứ bị ùn ứ như thế này. Không chịu thua, hai chiếc xe 30 chỗ tuyến Mỹ Đình - Phú Thọ cũng chen ngang và bắt đầu quá trình vượt khách khi vừa ra khỏi bến xe Mỹ Đình. Ăn theo dịch vụ cũng là hàng loạt các quán trà đá vỉa hè mọc lên, khiến cho đoạn đường này mất mỹ quan hơn bao giờ hết. Bên kia đường, chiếc xe mang biển kiểm soát 19B01206 cũng ngang nhiên đỗ ngay dưới lòng đường để bốc xếp hàng hóa. Chưa thỏa mãn, các xe này bắt đầu bò tiếp đến hết tuyến đường này ra đường Phạm Văn Đồng, bất chấp biển cấm, ngay dưới lòng đường và ngay cả gần chốt cảnh sát giao thông như thế này. Hàng năm, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội lại tổ chức ra quân rầm rộ từ 1 đến 2 lần nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thế nhưng, dường như cứ sau mỗi lần ra quân, tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông lại tái diễn. Xe khách chạy lòng vòng trong nội đô, xe khách dừng đỗ, đón khách ngay sau biển cấm. Và ngay cả khi có sự hiện diện của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thì những vi phạm này vẫn ngang nhiên diễn ra. Thực tế này khiến dư luận đặt câu hỏi, có hay không sự tiếp tay bảo kê của lực lượng chức năng cho những sai phạm này. Qua đây, đề nghị đội cảnh sát giao thông số 6, đội thanh tra giao thông vận tải quận Nam Từ Liêm, công an quận Nam Từ Liêm sớm vào cuộc xử lý tình trạng nêu trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận và phản ánh về tình hình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông tại khu vực này.